Chào các bạn. Chúng ta đang học bài về văn hóa. Mời bạn xem phần dịch để hỗ trợ bạn hiểu thêm bài hôm nay. Bạn nên đối chiếu với bản gốc tiếng Anh trong giáo trình của mình nhé. Giải Oscar. Buổi lễ trao giải Oscar là một trong những buổi lễ nổi tiếng nhất trên thế giới và được theo dõi trực tiếp trên TV ở hơn 200 quốc gia. Buổi lễ đầu tiên diễn ra ở Hollywood vào năm 1929 và tất cả các giải thưởng đều được trao cho phim câm. Trong 10 năm đầu, kết quả được đưa cho báo chí trước buổi lễ. Tuy nhiên, kể từ năm 1941, tên của những người đoạt giải đã được giữ bí mật cho đến giây phút cuối cùng. Không ai chắc chắn chính xác cái tên giải Oscar bắt nguồn từ đâu. Có chuyện kể rằng, vào năm 1931, giám đốc viện Hàn Lâm nghĩ rằng, giải vàng trông giống như người chú của cô ấy là Oscar và cái tên giải Oscar được lưu lại. Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Khoa học, có hơn 6.000 thành viên, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, vân vân. Mỗi năm, họ bỏ phiếu bầu cho những người đoạt giải, trong 25 hạng mục. Các hạng mục quan trọng nhất là, phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, và nam diễn viên xuất sắc nhất. Chẳng ai quan tâm nhiều, đến việc đàn ông mặc gì, họ thường mặc áo dạ tiệc tối, hoặc đồ vest. Nhưng, các nhà thời trang lớn, như Sanen và Dior, cố gắng thuyết phục những sao nữ nổi tiếng nhất mặc váy của họ các ngôi sao thường nhận được các bộ váy này miễn phí và họ thường trông tuyệt vời nhưng cũng có một số lựa chọn tồi tệ những bài phát biểu mà người đoạt giải nói khi họ nhận giải oscar thường khá nhàm chán vì họ thường chỉ liệt kê danh sách những người mà họ muốn cảm ơn bao gồm mẹ của họ những người chiến thắng thường rất xúc động đôi khi hầu như không thể hiểu những gì họ đang nói vậy bạn hoàn toàn có thể làm tốt các bài tập được giao tạm biệt bạn